Chào mừng quý khách đến với video Canada cho khoản khai thuế và nộp thuế do dịch COVID-19. Chính phủ liên bang đang cho người Canada thêm thời gian để khai thuế và nộp thuế trong năm nay do hậu quả của đại dịch COVID-19. Hôm thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Justin Trudeau loan báo rằng Thuế vụ Canada sẽ hoãn hạn chót nộp hồ sơ khai thuế năm 2019 của cá nhân và một số quỹ tín thác nhất định. Đối với cá nhân, hạn chót khai thuế được dời tới ngày 1 tháng 6. Hạn chót ban đầu là ngày 30 tháng 4 năm nay. Đối với các quỹ tín thác có năm tính thuế kết thúc vào ngày 31 tháng 2 năm 2019, hạn chót khai thuế được dời cho tới ngày 1 tháng 5. Ngoài ra, chính phủ sẽ cho phép hoãn đóng thuế thu nhập cho đến sau ngày 31 tháng 8 năm 2020 mà không bị tính lãi hoặc bị phạt. Theo chính phủ liên bang, hình thức miễn này sẽ áp dụng cho số dư nợ thuế đến hạn cũng như các khoản đóng thuế dần theo phần 1 của đạo luật thuế thu nhập. Những khoản này sẽ không bị tính lãi hay bị phạt. Để người đóng thuế và người khai thuế tránh gặp nhau trực tiếp trong mùa đại dịch này, Thuế vụ Canada sẽ công nhận chữ ký điện tử cho các mẫu ủy quyền T183 hoặc T183COAP. Cả hai mẫu này thường được yêu cầu ký bằng tay. Chương trình tiếp cận cộng đồng của chính phủ chuyên cung cấp cho người dân các thông tin về các nghĩa vụ thuế và các phúc lợi và các khoản miễn giảm thuế hiện có cũng sẽ được cung cấp qua điện thoại và qua hội thảo trên mạng Internet. Đối với các chủ doanh nghiệp, Thuế vụ Canada cho biết họ cũng sẽ được phép hoãn nộp thuế thu nhập cho đến sau ngày 31 tháng 8 mà không bị tính lãi hay bị nộp phạt. Thuế vụ Canada cũng sẽ không liên hệ bất kỳ doanh nghiệp vừa và nhỏ nào để kiểm toán trong 4 tuần kế tiếp. Việc hoãn nộp thuế và khai thuế là một phần trong kế hoạch ứng phó kinh tế do COVID-19 của chính phủ liên bang, bao gồm 27 tỷ đô la hỗ trợ trực tiếp cho người lao động và gia đình Canada, 57 tỷ gia kim thanh khoản cho doanh nghiệp để giúp ổn định nền kinh tế. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.